Lúc lão nói mấy câu này, giọng rất trịnh trọng, nhưng vẻ mặt vẫn hớn hở, thản nhiên. Sau cùng lão cười ha hả. Thái độ và lời nói của lão chẳng có liên can gì với nhau cả. Bọn Hắc Bạch Tử ba người đều cho rằng lão mỉa mai châm biếm mình. Đăng Thanh tiên sinh nói: Có gì đâu mà đáng cười. Phong Tiểu Hiệp cố nhìn kiếm pháp cao mình, nhưng đồng huynh kiếm pháp thế nào bọn ta chưa được tỉnh giao. Hướng Dẫn Thiên cười nói: Kiếm pháp của tài hạ bình thường thôi, không cần phải tỉnh giao tỉnh giết gì cả. Hướng Dẫn Thiên nói xong nghênh ngang đi ra ngoài. Đăng Thanh tiên sinh lại cười nói: Hay lắm, chúng ta lại đi gặp đại ca. Bốn người cùng đi vào cầm thước của Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công không ngờ bọn họ quay lại, nên lão đã bỏ khăn trùm đầu ra rồi. Hắc Bạch Tử nói: Đại ca, vị đồng huynh đó cuối cùng đã thuyết phục được, lão đã đồng ý không đi xem cuộc tỷ thí. Hoàng Trung Công nói: Được. Lão cầm bao vải đen trùm lên đầu. Đăng Thanh tiên sinh mở rương gỗ, lấy một tấm vải đen đưa cho lệnh Hồ Xuân, rồi nói: Cái này của ta, Phong Tiểu Hiệp trùm đi. Đại ca, tiểu đệ mượn cái bầu gối của đại ca để dùng. Lão đi vào nội thất, một lúc lâu sau đi ra, dưới cái đầu đã trùm một cái bao gối màu xanh. Trên bao gối khoét hai cái lỗ tròn để lộ ra hai con mắt sáng quắc. Hoàng Trung Công gật đầu nói với lệnh Hồ Xuân: Lần nữa tỷ thi, cả hai vị đều sử kim gỗ, khỏi phải dùng đến nội lực để Phong huynh đệ không bị thiệt thòi. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói: Ừ, vậy thì tốt quá. Hoàng Trung Công nhìn Hắc Bạch Tử nói: Nhị đệ cầm theo hai thanh kim gỗ. Rồi lại nói với lệnh Hồ Xuân: Phong huynh đệ, trận tỷ thí này bất luận ai thắng ai bại, xin huynh đệ đừng tiết lộ ra ngoài. Lệnh Hồ Xuân nói: Ừ, chuyện này đương nhiên phải vậy. Giảng bối đã nói trước rồi, giảng bối đến Mai Trang không phải để cầu danh, có lý đầu lại nói vớ vẩn ra ngoài. Huống chi giảng bối nắm phần bại nhiều hơn phần thắng, cũng đâu có gì để nói. Hoàng Trung Công nói: Cũng chưa chắc như vậy, nhưng lão phu tin Phong huynh đệ là người thủ tín, chắc không tiết lộ ra ngoài. Từ bây giờ, tất cả chuyện gì nghe thấy được, xin Phong huynh đệ cũng đừng nói với ai một câu, ngay cả đến đồng huynh cũng không thể nói. Chuyện này huynh đệ làm được không? Lệnh Hồ Xuân ngần ngừ nói: Ngay cả đồng đại ca cũng không thể nói ư? Sau cuộc tỷ kiếm, dĩ nhiên đồng huynh muốn hỏi những việc đã qua, nếu giảng bối mà im miệng không nói thì không khỏi lỗi đạo bằng hữu. Hoàng Trung Công nói: Đồng huynh là người lão luyện trên giang hồ, biết Phong huynh đệ đã hứa với lão phù, bậc trượng phu lời hứa nặng hơn ngàn vàng, không thể nuốt lời được, đương nhiên cũng không đến nỗi ò ép huynh đệ phải khó xử đâu. Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói: Tiền bối nói cũng phải, giảng bối xin hứa. Hoàng Trung Công cung tay nói: Đa tạ hậu ý của Phong huynh đệ, xin mời huynh đệ. Lệnh Hồ Xuân quay người toan đi ra ngoài, nào ngờ Đăng Thanh tiên sinh chỉ vào nội thất nói: Ở trong này. Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra rất ngạc nhiên, chàng nghĩ: Sao ở bên trong nội thất? Nhưng chàng liền hiểu ra: À, phải rồi, người tỷ kiếm với mình là một phụ nữ, không chừng là phu nhân hoặc cơ thiếp của đại trang chủ. Vì vậy, bọn họ kiên quyết không để Hướng đại ca đứng bên xem, đã không muốn bà ta thấy tướng mạo của mình, lại cũng không cho mình thấy được mặt mũi thật của bà ta. Đương nhiên là có ý phân biệt nam nữ. Đại trang chủ cứ dặn dò, bắt mình không được nói cho người khác, ngay cả Hướng đại ca cũng không thể nói. Nếu không phải là chuyện người khuê cát, thì hà tất phải trịnh trọng như vậy? Lệnh Hồ Xuân nghĩ được vấn đề này thì bao nhiêu mối nghi ngờ đều thông suốt. Chàng vừa bóp mạnh cuộn giấy trong tay và vật cứng nhỏ ở trong đó, thầm nghĩ: Xem ra Hướng đại ca đã bố trí mọi việc, lo xa tính trước, chẳng qua là muốn tìm cách gặp mặt người phụ nữ này. Đại ca tự biết không thể gặp được bà ta, nên muốn mình đưa giùm thư tín và vật tín. Trong chuyện này nhất định có tư tình mờ ám,
Hướng đại ca và mình tuy cách nghĩa kim lan, nhưng bốn vị trang chủ đối đãi với mình rất nồng hậu. Nếu mình truyền vật này cho bà ta thì quá có lỗi với bốn vị trang chủ. Làm thế nào bây giờ? Rồi lệnh Hồ Xuân lại nghĩ. Hướng đại ca và bốn vị trang chủ đều là người 50-60 tuổi. Người phụ nữ đó nhất định không còn trẻ nữa. Dù có vướng víu tình duyên cũng là chuyện cũ nhiều năm về trước. Vậy có đưa cái thư này thì cũng không làm tổn thương danh tiết của người phụ nữ đó. Lệnh Hồ Xuân vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Năm người đã đi vào nội thất. Trong nội thất có một cái giường và một cái tràn kỹ. Cách bày biện đơn giản. Trên giường treo tấm đèn the rất cũ, đã ngả sang màu vàng. Trên tràn kỹ để một cây đoản cầm màu đen hơi xanh, dường như được chế bằng thép. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ thầm. Tất cả sự việc diễn tiến hoàn toàn đúng với sự tính toán của Hướng đại ca. Ôi, mối tâm tình của Hướng đại ca như vậy, lẽ nào ta không giúp đại ca thỏa mãn tâm nguyện này? Lệnh Hồ Xuân tính tình lãng mạn, xưa nay không để tâm chuyện đề phòng danh giá lễ nghĩa. Lúc này lòng chàng ẩn hiện hình bóng của tiểu sư muội Nhạc Lâm San. Nếu cô ta lấy sư đệ Lâm Bình Chi thì mình cũng như Hướng Dẫn Thiên, cách mấy chục năm sau tìm trăm phương ngàn kế gặp mặt tiểu sư muội một lần. Nếu không gặp mặt được thì cũng truyền đưa tín vật năm xưa để tỏ mối tình sâu đậm, cũng đủ an ủi nỗi tương tư mấy chục năm trời. Lòng chàng lại nghĩ. Hướng đại ca thoát ly ma giáo, không thèm đếm xỉa gì đến giáo chủ và chúng huynh đệ trong ma giáo, không chừng là vì người tình cũ này đây. Lệnh Hồ Xuân còn đang suy nghĩ thì Hoàng Trung Công đã dán tấm đệm trên giường ra, dựng tấm dán giường lên. Phía dưới là một tấm sắt, ở trên tấm sắt có vòng đồng. Hoàng Trung Công nắm chặt vòng đồng, nhấc lên một chiếc bảng dài khoảng 5 thước, rộng khoảng 4 thước, để lộ ra một đường hầm dài vuông. Chiếc bảng này dày đến nửa thước, hiển nhiên là rất nặng. Lão đặt dưới đất, rồi nói. Chỗ ở của người này có hơi kỳ lạ một chút, mời Phong huynh đệ đi theo lão phù. Lão nói xong liền nhảy xuống. Hắc Bạch Tử nói. Mời Phong thiếu hiệp xuống trước. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, liền nhảy theo. Thấy phía dưới, trên tường có ngọn đèn dầu leo lét, phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ mờ. Dường như nơi mình đang đứng là một địa đạo. Lệnh Hồ Xung theo Hoàng Trung Công tiến về phía trước. Bọn Hắc Bạch Tử, ba người cũng lần lượt nhảy xuống sau. Đi được khoảng 2 trượng, trước mặt không còn đường đi nữa. Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, đút vào ổ khóa, xoay mấy vòng, rồi đẩy vào trong. Chỉ nghe tiếng cửa nghiến càng kẹt, cánh cửa đá từ từ mở ra. Lệnh Hồ Xuân càng cảm thấy kinh dị, đối với Hướng Dẫn Thiên lại có ý đồng tình với lão mấy phần. Chàng thầm nghĩ. Bọn họ đem người phụ nữ giam dưới này, dĩ nhiên là cưỡng ép cầm tù, trái với tâm nguyện của bà ta. Bốn vị trang chủ này dường như đều là kẻ sĩ hào kiệt nhân nghĩa, mà sao lại làm chuyện đê tiện bỉ ổi như vậy? Lệnh Hồ Xuân đi theo Hoàng Trung Công tiến vào thạch môn. Đường đi dốc xuống, sau khi đi được mấy chục trượng lại đến trước một cánh cửa. Hoàng Trung Công lại lấy chùm chìa khóa rồi mở ra. Lần này lại là một cánh cửa sắt. Địa thế không ngừng dốc xuống, e rằng đã đi sâu vào lòng đất hơn 100 trượng. Địa đạo vòng qua mấy khúc quanh, ở trước mặt lại xuất hiện một cánh cửa nữa. Lệnh Hồ Xuân lập tức nổi máu bất bình. Ta cứ tưởng bốn vị trang chủ tinh thâm cầm kỳ thư họa là bậc cao nhân nhã sĩ, nào ngờ lại vì chuyện riêng tư mà bày địa đạo, đem một phụ nữ nhốt trong bóng tối không thấy ánh mặt trời. Lúc đầu Lệnh Hồ Xuân mới xuống địa đạo thì không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không khỏi có ý thức cảnh giác đề phòng. Chàng ngấm ngầm run sợ. Bọn họ tỉ kiếm với ta không thắng, phải chăng dẫn ta đến nơi đây cũng muốn để cầm tù ta? Trong địa đạo cơ quan môn hộ trùng trùng dày đặc, dẫu có một cánh cũng không bay ra được. Tuy Lệnh Hồ Xuân có ý đề phòng, nhưng ở trước có Hoàng Trung Công, phía sau có Hắc Bạch Tử,
ngốc út ông đang thanh tiên sinh. Trong tay chàng lại không có binh khí, dẫu có đề phòng cũng không thể làm gì. Tầng cửa thứ ba lại là do bốn cánh cửa hợp lại. Sau cánh cửa sắt là một cánh cửa gỗ nhồi bông, đóng đinh rất dày. Sau cánh cửa gỗ là cánh cửa sắt, rồi lại một cánh cửa dán, đóng đinh nhồi bông. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. Tại sao giữa hai cánh cửa sắt lại ép hai cánh cửa gỗ nhồi bông đóng đinh dày đặc? Phải rồi, chắc người bị cầm tù nội công vô cùng lợi hại. Lõi bông này dùng để hút đi chưởng lực của bà ta, đề phòng bà ta phá cửa sắt. Chàng tiếp tục đi hơn 10 trượng, không thấy có cửa ngõ nào nữa. Trong địa đạo rất cách xa mới có một ngọn đèn dầu. Có những chỗ đèn dầu tắt, đường tối om om, phải lần mò mà đi vài trượng mới thấy được ánh đèn. Lệnh Hồ Xung cảm thấy khó thở, trên vách và dưới chân rất ẩm ướt. Bỗng Lệnh Hồ Xung hiểu ra. Chào ơi, Mai Trang ở bên cạnh Tây Hồ, đi xa như vậy chỉ e rằng đã đi sâu xuống đáy Tây Hồ. Người này bị cầm tù ở đáy hồ, dĩ nhiên không có cách nào thoát ra được. Nếu đào xuyên vào vách ngục thì nước hồ sẽ tràn vào. Đi thêm vài trượng nữa, địa đạo bỗng nhiên nhỏ lại, phải khom người. Càng tiến về phía trước thì càng khom thấp xuống. Đi thêm vài trượng, Hoàng Trung Công dừng bước, bật lửa lên đốt ngọn đèn dầu trên vách. Ánh sáng mờ mờ, càng thấy trước mặt là một cánh cửa sắt. Trên cánh cửa sắt có một lỗ hổng khoảng một thước vuông. Hoàng Trung Công nhìn vào cái lỗ vuông, lớn tiếng nói. Nhậm tiên sinh, bốn huynh đệ Hoàng Trung Công đến thăm Nhậm tiên sinh đây. Lệnh Hồ Xung sửng sốt. Sao lại là Nhậm tiên sinh? Chẳng lẽ người bị giam ở bên trong không phải là phụ nữ hay sao? Bên trong không có tiếng đáp lại. Hoàng Trung Công lại nói. Nhậm tiên sinh, bọn tại hạ đã lâu không đến bái yết, thật là áy náy. Hôm nay đặc biệt đến đây để nói cho Nhậm tiên sinh hay một chuyện lớn. Bên trong có tiếng người hậm hực thoá mạ. Chuyện lớn chuyện nhỏ cái gì? Lệnh Hồ Xung rất đổi kinh ngạc. Bao nhiêu điều tưởng tượng lúc trước trong phút chốc đều tan thành mây khói. Khẩu âm của người này là một lão già lớn tuổi, nói năng thô tục. Thật là một người lỗ mãng thuộc hàng cự phách. Hoàng Trung Công nói. Trước đây, bọn tại hạ cho rằng kiếm pháp của mình cao thâm trên giang hồ. Nhậm tiên sinh cũng là bậc đệ nhất. Nào ngờ đã nhầm to. Hôm nay có người đến Mai Tràng, bốn huynh đệ của tại hạ không phải là địch thủ của người đó. Kiếm pháp của Nhậm tiên sinh so với người đó thì cũng như bợm nhỏ gặp bợm lớn thôi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. Thì ra, lão dùng lời nói khích, muốn người đó tỉ kiếm với ta. Người đó cười ha hả nói. Bốn người, đâu không lại người ta, thì mới tìm cách nói khích. Đây ta tỉ kiếm với hắn. Mong ta thầy bốn cái đầu ngu của các người, thù xếp cường địch có phải hay không? Các người tưởng bỡ lắm, nhưng không rồi. Đáng tiếc, mười mấy năm nay ta không động kiếm. Kiếm pháp đã quên sạch sành sanh. Các người mau cút đi, cút khỏi đây cho ta. Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nghĩ. Người này cơ trí hơn người. Lão liệu đoán sự việc như thần. Vừa nghe Hoàng Trung Công nói thì đã đoán được ngay. Ngốc út ông nói. Đại ca, Nhâm tiên sinh quyết không phải là địch thủ của người này. Người đó nói trong Mai Tràng không ai thắng nổi hắn. Câu nói này không sai. Chúng ta không cần nói nhiều với Nhâm tiên sinh nữa. Người họ Nhậm lại quát lên. Người có khích tòa cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ Nhâm mộ còn có thể đi làm dùm cái việc cho các người hay sao? Ngốc bút ông nói. Kim pháp của người này được chân quyền của Phong Thanh Dương lão tiên sinh phái qua sơn. Đại ca, người nói năm xưa Nhậm tiên sinh tung hoành giang hồ, không sợ trời, chẳng sợ đất, mà chỉ sợ Phong lão tiên sinh. Nhậm tiên sinh có ngoại hiệu là Giọng Phong Nhi Đạo. Chữ Phong này là chỉ vào Phong Thanh Dương, Phong lão tiên sinh, có đúng vậy không? Người họ Nhậm la lối om sòm, rồi chửi lên. Thôi quá, thôi quá, thôi không chịu nổi. Đăng Thanh tiên sinh nói. Tam ca nói sai rồi. Ngốc bút ông hỏi. Sai cái gì? Đăng Thanh tiên sinh đáp. Tam ca nói sai một chữ.
ngoại hiệu của Nhậm tiên sinh không phải là Trọng Phong Nhi Đạo, mà là Văn Phong Nhi Đạo. Tam ca nghĩ xem, nếu Nhậm tiên sinh gặp Phong Lão tiên sinh, hai người cách nhau không xa lắm, Phong Lão tiên sinh liệu có thể để Nhậm tiên sinh đào tẩu hay không? Chỉ cần vừa nghe đến tên của Phong Lão tiên sinh, Nhậm tiên sinh liền co giò chạy, vội vã như chó đạp lừa vậy. Ngốc bút ông cũng tiếp lời, hoang mang như ca mắt lươi. Đan Thanh tiên sinh lại nói, vì vậy mới giữ được ngôi thủ lĩnh cho đến ngày nay. Người họ Nhậm không giận mà lại còn cười nói, bốn cái đầu ngu thối thà bị người ta dồn đến đường cùng, không làm gì được mới nghĩ đến cái chuyện cầu lão phu này ra tay. Nếu lão phu trúng quỷ kế của các người thì không còn là Nhậm Mộ nữa. Hoàng Trung Cơm thở dài nói, Phong huynh đệ, vị Nhậm tiên sinh này vừa nghe đến chữ phong của huynh đệ thì đã hồn siêu phách tan, ruột gan tèo nhách ca rồi. Cuộc đấu kiếm này không cần tỷ nữa, bọn ta thừa nhận kiếm pháp Phong huynh đệ là đệ nhất đương thời. Tuy lệnh Hồ Xuân thấy người đó không phải là phụ nữ, những suy đoán trước đây của chàng hoàn toàn sai bét, nhưng thấy lão bị giam cầm ở chốn lao lung thâm sâu đã nhiều năm, lòng chàng không kìm được sự đồng cảm với lão. Từ trong ngữ khí của mọi người, chàng đoán rằng người này là bậc tiền bối, võ công cực cao. Khi nghe Hoàng Trung Công nói vậy, lệnh Hồ Xuân bèn nói, đại trang chủ nói vậy không đúng rồi. Lúc Phong lão tiền bối và giảng bối đàm luận kiếm pháp, đối với vị Nhậm lão tiên sinh này rất tôn sùng, nói rằng kiếm pháp đương thời thì Phong lão tiền bối chỉ không phục một mình Nhậm lão tiên sinh. Phong lão tiền bối còn dặn, sau này nếu giảng bối có cơ duyên bái kiến Nhậm lão tiên sinh thì phải thành tâm thành ý cung kính khấu đầu trước Nhậm lão tiên sinh, xin lão nhân gia chỉ giáo. Lệnh Hồ Xuân vừa nói ra, bọn Hoàng Trung Công bốn người đều ngạc nhiên. Lão họ Nhậm vô cùng đắc ý, cười lên ha hả, nói, Tiểu bằng hữu nói đúng lắm. Phong Thanh Dương không phải là hạng tầm thường, chỉ có lão mới biết được chỗ tinh diệu trong kiếm pháp của ta. Hoàng Trung Công nói, Phong lão tiên sinh biết lão đang ở đây không? Tiếng của lão nói hơi run, dường như có ý hoảng sợ. Lệnh Hồ Xuân nói bừa, Phong lão tiên sinh chỉ biết Nhậm lão tiên sinh quy ẩn ở Danh Sơn Thắng Địa. Lúc Phong lão nhân gia dạy giảng bối luyện kiếm, thường nhắc đến Nhậm lão tiên sinh, nói rằng những chiêu kiếm này chỉ dùng để đối địch với truyền nhân của Nhậm lão tiên sinh. Trên đời này, nếu không có Nhậm lão tiên sinh, thì những thứ kiếm pháp phức tạp như vậy không cần phải học. Lúc này, Lệnh Hồ Xuân đối với bốn vị trang chủ của Mai Trang có ý bất mãn. Những lời này chàng có ý mai mỉa bọn họ. Lệnh Hồ Xuân nghĩ, lão họ Nhậm này là anh hùng tiền bối, lại bị cầm tù ở chốn lao lung ẩm thấp này, nhất định là bị bọn họ ám toán. Bốn người họ đã dùng thủ đoạn đê tiện, không hỏi cũng biết. Lão họ Nhậm nói, đúng vậy, Tiểu Bằng Hữu, quả nhiên Phong Thanh Dương là người rất hiểu biết. Tiểu Bằng Hữu đã đánh bại bốn cái đầu thui tha ở Mài Tràng có phải hay không? Lệnh Hồ Xuân đáp, kiếm pháp của giảng bối được đích thân Phong lão tiên sinh truyền cho, trừ phi chính Nhậm lão tiên sinh hoặc truyền nhân của Nhậm lão tiên sinh ra, còn người bình thường dĩ nhiên không phải là địch thủ. Lệnh Hồ Xuân nói mấy câu này là đã công nhiên mạt sát bốn người bọn Hoàng Trung Công. Chàng cảm thấy chỗ hắc lao này ẩm thấp mịt mùng thì càng tức giận bốn vị trang chủ. Mình mới ở đây trong chốc lát mà đã khó chịu như vậy, bọn họ lại đem vị cao nhân võ lâm này nhốt ở đây còn thậm tệ hơn chỗ nhốt súc vật. Không biết đã bao nhiêu năm, thật tàn nhẫn vô cùng. Chàng bị kích động nghĩa khí, phẫn nộ nên nói thẳng ra, không kiêng dè gì hết. Lệnh Hồ Xuân nghĩ cùng lắm bọn họ giết mình ngay tại đây cũng đâu có sao. Bọn Hoàng Trung Công nghe vậy rất khó chịu, nhưng quả thực bọn họ tỉ kiếm thua nên không nói gì được. Đan Thanh tiên sinh nói, Phong huynh đệ nói, Hắc Bà Tử níu áo của lão. Đan Thanh tiên sinh liền im miệng. Lão họ Nhậm lại nói, hay lắm, Tiểu Bằng Hữu đã trút cơn giận thay cho ta.
Tiểu Bằng Hữu làm sao mà đánh bại được bọn họ? Lệnh Hồ Xuân trả lời. Người thứ nhất trong Mai Trang tỉ kiếm với Giảng Bối là Bằng Hữu họ Đinh. Gọi cái gì là Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên. Lão Hòa Nhậm lại nói. Kiếm pháp của người này quá què mà không thật. Chỉ dùng kiếm quang để dọa người, chứ không có bản lĩnh thật sự. Tiểu Bằng Hữu không cần xuất chiều đá thương hắn. Chỉ cần đưa mũi kiếm vào chỗ nào đó thì ngón tay, cổ tay, cánh tay của hắn tự nhiên đưa đến mũi kiếm của Tiểu Bằng Hữu để tự gạt được. Năm người vừa nghe xong đều ngạc nhiên, không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng. Lão Họ Nhậm lại hỏi. Thế nào, ta nói có đúng hay không? Lệnh Hồ Xuân đáp. Tiền bối nói rất đúng, giống như tiền bối đã tận mắt chứng kiến vậy. Lão Họ Nhậm cười nói. Hay lắm, hắn bị chém đứt năm ngón tay hay là cả cánh tay. Lệnh Hồ Xuân nói. Giảng Bối đưa mũi kiếm nghiêng đi. Lão Họ Nhậm nói. Không đúng, không đúng. Đối phó với địch nhân sao phải khách khí. Tiểu Bằng Hữu lòng dạ nhân từ, ngày sau tất sẽ hối hận. Người đối địch thứ hai của Tiểu Bằng Hữu là ai vậy? Lệnh Hồ Xuân đáp. Là Tứ Trang Chủ. Lão Họ Nhậm lại nói. Kiếm pháp của Lão Tứ đương nhiên cao mình hơn cái tên Nhất Tự Thi Kiếm Chốt, nhưng hắn chẳng cao hơn bao nhiêu. Hắn thấy Tiểu Bằng Hữu thân đình kiền, nên nhất định vừa ra chiều liền sử ngay tuyệt kỹ đặc y nhất của hắn. Hắn gọi là kiếm pháp gì? Phải rồi, gọi là Bát Mặt Phi Ma Kiếm Pháp. Cái gì Bạch Hồng Quá Nhật, Đằng Giao Khởi Phụng, lại cái gì Xuân Phong Dương Liễu. Đan Thanh tiên sinh nghe lão đem mấy tuyệt chiêu đắc ý của mình nói ra không sai chút nào thì rất kinh ngạc. Lệnh Hồ Xuân nói. Kiếm pháp của Tứ Trang Chủ kỳ thực cũng rất cao minh, nhưng khi tấn công để lộ sơ hở quá nhiều. Lão Họ Nhậm cười ha hả nói. Truyền nhân của Lão Phong quả nhiên có đôi mắt tinh đời. Tiểu Bằng Hữu nói được nhược điểm chi mệnh của đường Bát Mặt Phi Mà Kiếm Pháp của hắn rồi. Trong đường kiếm pháp này của hắn có một chiều mà hắn chọn sát thủ lợi hại nhất, gọi là Ngọc Long Đảo Quyền, dùng trường kiếm từ trên chém xuống. Hắn không sử chiêu này thì thôi, nếu hắn sử ra mà đụng phải truyền nhân Lão Phong, chỉ cần đưa trường kiếm thuận đèo lướt trên mũi kiếm của hắn thì năm ngón tay của hắn đều bị đứt, mau trên tay sẽ tua ra như mực. Đây gọi là Bát Quyết Phi Chỉ Kiếm Pháp. Lệnh Hồ Xuân nói. Tiền bối đoán chuyện như thần, quả là Giảng Bối đã thắng lão chiêu này. Nhưng Giảng Bối không thù không quán với lão, Tứ Trang Chủ lại đem rượu ngon ra tiếp đãi Giảng Bối rất nồng hậu. Năm ngón tay này không thể làm cho đứt được. Sắc mặt của Đan Thanh tiên sinh tức đến nỗi vừa đó bừng lại chuyển sang tái xanh. Thực đúng là Đan Thanh tiên sinh. Có điều trên đầu lão trùm bao gối nên không ai nhìn được mà thôi. Lão Nhậm lại nói. Ngọc đầu Lão Tam giỏi về sử Phan Hoàng Bút, tài ăn viết chữ giống như đứa trẻ 3 tuổi mà cứ học đòi ung dung phong nhã. Trong võ lâm lại tự xưng là có bút y bao hàm cả thư pháp danh gia. Tiểu Bằng Hữu nên biết lúc lâm địch qua chiều đại sự, sanh tử như treo trên sợi chỉ mạnh, toàn là chiến đấu, kẻ chưa thắng nổi còn đâu rảnh rỗi mà nghiên cứu cái gì trung dương bi thiết. Trừ phi võ công của đối phương kém Tiểu Bằng Hữu thì Tiểu Bằng Hữu mới có thể đem đối phương ra làm trò đùa. Nhưng nếu song phương võ công ngang nhau, Tiểu Bằng Hữu đã dùng Phán Quan Bút để viết chữ, tức là đem tính mạng của mình hai tay dâng cho địch nhân. Lệnh Hồ Xung nói. Tiền bối nói rất đúng, vị Tam Trang Chủ này động thủ với người hơi lạm dụng thái quá. Lúc đầu ngốc bút ông nghe Lão Nhậm nói như vậy thì rất tức giận, nhưng càng nghĩ lão càng cảm thấy lời nói vô cùng có lý. Lão đem thư pháp hòa nhập vào chiêu số của Phán Quan Bút, tuy không phải là trò giải trí nhưng uy lực trên bút giảm đi nhiều. Nếu Lệnh Hồ Xung không hạ thủ lưu tình thì 10 ngốc bút ông cũng bị giết. Lão nghĩ đến đây bất giác toát mồ hôi lạnh. Lão Họ Nhậm lại nói. Muốn thằng Ngọc Đầu Lá Tam thì dễ lắm. Phan Hoàng Bút Pháp của hắn vốn khá đẹp mắt, nhưng ngông cuồng thái quá. Cứ muốn trong võ công có thêm cái gì thư pháp. Cao thủ qua chiều, tranh nhau từng hơi từng tấc, hắn lại đem tính mạng của mình để làm trò đùa,
mà sống được đến ngày nay thì cũng là chuyện lạ trong võ lâm. Lúc đầu Lão Tam, mười mấy năm gần đây, ngươi là con rùa chui rút sau nhà, không hành tẩu trên giang hồ có phải hay không? Ngốc bút ông hừ một tiếng, không trả lời. Lòng sợ hãi mà tự nghĩ. Lão nói không sai. Trong mười mấy năm, nếu ta hành tẩu trên giang hồ, thì sao có thể sống đến hôm nay? Lão Nhậm vẫn còn nói. Công phu trên bàn cờ sắt của Lão Nhị quả có chút thực lực. Vừa động thủ tấn công người, thì ra chiều nhanh như gió táp mưa xa, kháng tầm thường, không dễ chống đỡ nổi. Tiểu bằng hữu, làm sao tiểu bằng hữu lại phá được chiêu này của lão? Nói ta nghe thử. Lệnh Hồ Xung nói. Chữ phá, giảng bối không dám nhận. Chẳng qua, lúc giảng bối vừa tấn công nhị trang chủ chiêu thứ nhất, giảng bối đã khiến cho nhị trang chủ phải quay về thế thủ. Lão Họ Nhậm nói. Hay lắm, chiêu thứ hai như thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp. Chiêu thứ hai, giảng bối vẫn tấn công, nhị trang chủ lại giữ thế thủ. Lão Nhậm nói. Hay lắm, chiêu thứ ba thì như thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp. Chiêu thứ ba, giảng bối vẫn tấn công, nhị trang chủ vẫn thủ. Lão Họ Nhậm nói. Tuyệt thật, năm xưa Hắc Bạch Tử hoài danh trên giang hồ, hắn sử một tâm thiết bài, chỉ cần ai đó có thể đỡ được bài chiêu liên hoàn của hắn thì Hắc Bạch Tử sẽ tha không giết. Sau này hắn đổi lại sử bản cờ sắt, thứ bình khi chiếm phần tiện nghi, nên sử càng lợi hại hơn. Tiểu bằng hữu lại bức được hắn liền tiếp thủ ba chiêu, hay lắm. Chiêu thứ tư hắn phản kích ra sao? Lệnh Hồ Xung đáp. Chiêu thứ tư, giảng bối vẫn công, nhị trang chủ vẫn thủ. Lão Họ Nhậm lại nói. Kiếm pháp của lão phòng cầu mình đến vậy hay sao? Muốn thăng cũng không có, nhưng bức được hắn cả bốn chiêu đều giữ thế thủ. Hay lắm, hay lắm. Chiêu thứ năm nhất định hắn tấn công chứ? Lệnh Hồ Xung nói. Chiêu thứ năm, thế công thủ vẫn không thay đổi. Lão Họ Nhậm ồ lên một tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi. Tất cả tiểu bằng hữu tấn công được bao nhiêu chiêu thì Hắc Bạch Tử mới phản kích? Lệnh Hồ Xung đáp. Cái này chiêu số giảng bối không có nhớ. Hắc Bạch Tử nói. Kiếm pháp phòng thiếu hiệp như thần, từ đầu tới cuối giảng bối chưa trả được chiêu nào. Lúc thiếu hiệp tấn công hơn 40 chiêu, giảng bối tự biết mình không phải là địch thủ nên hạ bàn cờ chịu thua. Cho đến bây giờ Hắc Bạch Tử mới nói với Lão Họ Nhậm, ngữ khí vô cùng cung kính. Lão Nhậm ồ lớn một tiếng rồi nói. Có lý nào lại như vậy? Tuy Phong Thành Dương là nhân tài xuất chúng của phe Kim Tông phái Hoa Sơn, nhưng kiếm pháp của phe Kim Tông cũng có hạn. Thật biết không tin trong phái Hoa Sơn lại có người có thể liên tiếp tấn công Hắc Bạch Tử đến hơn 40 chiêu, bức hăng không cách nào hoàn chiêu được. Hắc Bạch Tử nói. Nhậm lão tiên sinh quá khen giảng bối rồi. Vị Phong huynh đệ này hậu sinh khảo ý, kiếm pháp cao thâm, đã sớm vượt xa phạm vi Kiếm Tông phái Hoa Sơn. Nhìn quanh võ lâm đương thời, chỉ có đại cao thủ Nhậm lão tiên sinh hiện thay trong võ lâm mấy trăm năm này mới có thể chỉ điểm vài chiêu cho Phong thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Hoàng Trân Công, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh, cả ba người ăn nói rất cao ngạo với Lão Nhậm, còn Hắc Bạch Tử đối với lão lại rất cung kính. Nhưng lão vừa khích vừa khen, dùng ý giống nhau, đều muốn vị Nhậm lão tiên sinh này chỉ kiếm với mình. Lão Họ Nhậm nói. Người lại bỏ đi ta, thúi không chịu được. Chiêu số võ thuật của Hoàng Trung Công so với Hắc Bạch Tử cũng chỉ tam lạng nửa cân, nhưng nội lực của hắn thì tuyệt. Tiểu bằng hữu, nội lực của tiểu bằng hữu cũng thắng được hắn hay sao? Lệnh Hồ Xung đáp. Trước đây giảng bối bị thương, nội lực bị mất hết, cho nên thất quyền vô hình kiếm của đại trang chủ hoàn toàn không hiệu ứng gì với giảng bối. Lão Họ Nhậm cười ha hả nói. Thật là quá kê, cực tốt. Tiểu bằng hữu, ta rất muốn biết kiếm pháp của tiểu bằng hữu. Lệnh Hồ Xung nói. Tiền bối đừng để mắc bẫy, giang nam tứ hữu chỉ muốn khích tiền bối tỉ kiếm với giảng bối, kỳ thực còn có mưu đồ khác. Lão Nhậm hỏi. Mưu đồ gì? Lệnh Hồ Xung đáp. Bọn họ đánh cuộc với một vị bằng hữu của giảng bối. Nếu trong mai trang có người thắng được kiếm pháp của giảng bối, thì bằng hữu của giảng bối chịu thua, phải đưa mấy thứ cho họ. Lão Nhậm nói. Đưa mấy thứ gì? À,
hoặc là cầm phổ, kỳ phổ, hiêm thay, hay là cái gì chân tích thư hoa đời xưa. Lệnh Hồ Xung nói, tiền bối đoán việc như thần. Lãng Nhậm lại nói, ta chỉ muốn xem kiếm pháp của tiểu bằng hữu, chứ không qua chiều thật. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc thắng được tiểu bằng hữu đâu. Lệnh Hồ Xung nói, tiền bối muốn thắng giảng bối là chuyện 10 phần nắm chắc hết 9, nhưng giảng bối phải xin 4 vị trang chủ hứa cho một chuyện. Lãng Nhậm hỏi, chuyện gì? Lệnh Hồ Xung đáp, nếu tiền bối thắng giảng bối thì bọn họ có được mấy thứ quý hiếm trên đời, còn 4 vị trang chủ phải mở cửa ngục cung kính mời tiền bối rời khỏi chỗ này. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh cùng nói, chuyện này gian lận không được. Lão Nhậm cười nói, tiểu bằng hữu có ý tưởng la đời như vậy là do Phong Thanh Dương dạy tiểu bằng hữu có phải không? Lệnh Hồ Xuân nói, Phong lão tiên sinh tuyệt không hề biết đến tiền bối bị giam ở đây, giảng bối càng gian lần không ngờ được. Hắc Bạch Tử bỗng nói, Phong Tiểu Hiệp có biết vị Nhậm lão tiên sinh này tên là gì hay không? Bằng hữu trong võ lâm gọi ngoại hiệu của Nhậm lão tiên sinh là gì? Nhậm lão tiên sinh là trưởng môn của phái nào? Vì sao bị cầm tù ở đây? Phong Tiểu Hiệp đã từng nghe Phong lão tiên sinh nói qua bao giờ chưa? Đột nhiên Hắc Bạch Tử liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi như vậy, Lệnh Hồ Xung không trả lời được câu nào. Trước đây Lệnh Hồ Xung liên tiếp tấn công lão hơn 40 chiêu, Hắc Bạch Tử chỉ có thể thủ hơn 40 chiêu, mà bây giờ lão liên tiếp phát ra 4 câu hỏi, cũng giống như tấn công tới tấp 4 chiêu. Lệnh Hồ Xung cũng không đỡ được chiêu nào. Chàng ấp úng một lúc rồi mới nói, chuyện này giảng bối chưa nghe Phong lão tiên sinh nói qua, giảng bối quả thực không biết. Đăng Thanh tiên sinh nói, phải rồi, ta chắc Phong Thiếu Hiệp cũng không biết, nếu Thiếu Hiệp biết nguyên do cũng sẽ không muốn bọn ta thả lão ra. Nếu lão rời khỏi chỗ này thì trời đất sẽ đảo điên, võ lâm không biết có bao nhiêu người sẽ tan mạng dưới tay lão, giang hồ từ đây không có một ngày bình yên. Lão Nhậm cười ha hả nói, đúng vậy, giang nam tứ hữu có gan bằng trời cũng không dám để lão phù thoát khỏi chúng lao lùng. Hơn nữa bọn chúng chỉ phụng mệnh ở đây canh giữ, chẳng qua cũng chỉ là bốn tên cài ngục mà thôi, bọn chúng đâu có quyền thả lão phu. Thiếu bằng hữu, thiếu bằng hữu nói câu này là đã đề cao thân phận của bọn chúng quá rồi. Lệnh Hồ Xung không nói, thầm nghĩ, trong chuyện này có vô số điều bí ẩn, mình chẳng biết chút nào, tức là vừa nói thì để lộ ra cái dốt rồi. Hoàng Trung Công nói, Phong huynh đệ thấy chỗ lao tù này tối tăm ẩm thấp mà sinh ý đồng tình với Nhậm tiên sinh. Đối với bốn huynh đệ lão phù rất bất nhẫn, đây là tấm lòng hiệp nghĩa của Phong huynh đệ, lão phù không trách. Phong huynh đệ có biết nếu vị Nhậm tiên sinh này trở lại giang hồ thì chỉ riêng phái Hoa Sơn của huynh đệ ít nhất cũng bị chết hơn một nửa. Nhậm tiên sinh, tại hạ nói vậy có đúng không? Lão Nhậm cười nói, Đúng vậy. Trưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần có phải không? Người này giả nhân giả nghĩa, thì đáng tiếc trước đó ta bận rộn, sau đó lại bị thất thủ vì bị người ta ám toán. Nếu không ta đã sớm lộ cái mặt da dôi của hắn ra rồi. Lệnh Hồ Xuân giật mình. Tuy sư phụ đã trục xuất chàng ra khỏi phái Hoa Sơn và truyền thư đi khắp thiên hạ nói rằng chàng là công địch của nhân sĩ võ lâm chính phái, nhưng ân đức của sư phụ, sư mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tình nghĩa như ruột thịt, khiến chàng không thể nào quên. Bây giờ nghe lão họ Nhậm sỉ nhục sư phụ của mình như vậy, Lệnh Hồ Xung không kìm được tức giận, la lên, im đi sư. Chữ phụ tiếp theo kịp dừng lại. Chàng nhớ đến chuyện Hướng Dẫn Thiên dẫn đến Mai Trang, bảo mình mạo nhận là sư thúc của sư phụ. Đối phương thiện ác chưa rõ, thì không nên để lộ chân tướng cho bọn họ biết. Lão họ Nhậm không biết Lệnh Hồ Xung tức giận mà quát. Lão cười tít, nói, trong phái Hoa Sơn, ta thấy cũng có người tử thế. Ngoài Phong lão tiên sinh và tiểu bằng hữu, còn có một hậu bối của tiểu bằng hữu, gọi là cái gì Hoa Sơn Ngọc Nữ Ninh... Ninh cái gì? À, phải rồi, Ninh Trùng Tất. Tiểu cô nương này cũng khẳng khái hào hiệp,
là một nhân vật đáng trọng. Chỉ đáng tiếc cô đi lấy nhạc bất quần, chẳng khác gì bông hoa lại cầm giữa bãi cực trầu. Lệnh Hồ Xuân nghe lão gọi sư nương của mình là tiểu cô nương thì dở khóc dở cười, đành nín thinh. Xem ra đối với sư nương, lão cũng có ý đề cao, nói bà là một nhân vật đáng trọng. Lão Nhậm hỏi: Tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu tên gì? Lệnh Hồ Xuân đáp: Giảng bối họ Phong, tên là Nhị Trung. Lão Nhậm nói: Người họ Phong của phái Hoa Sơn đều không phải là nhân vật tầm thường. Tiểu bằng hữu vào đây, lão phụ lĩnh giáo kiếm pháp của Phong lão. Lão vốn kêu Phong Thanh Dương là lão Phong, sau đó lão đổi lại gọi là Phong lão. Lệnh Hồ Xuân khéo ăn khéo nói làm cho lão vui lòng, nên trong lời nói của lão đối với Phong Thanh Dương cũng có vẻ trọng vọng. Lệnh Hồ Xuân động lòng hiếu kỳ, rất muốn xem chân tướng của lão thế nào, võ công cao minh ra làm sao. Chàng liền nói: Kiếm pháp của giảng bối thô thiển, bên ngoài hù dọa người còn miễn cưỡng được, nhưng ở trước mặt tiền bối thật không đáng làm trò cười. Nhưng Nhậm lão tiên sinh là rồng là phượng trong loài người, đã đến nơi đây làm sao không bái kiến được. Đăng Thanh tiên sinh đến trước Lệnh Hồ Xuân, kề tai chàng nói nhỏ: Phong huynh đệ, võ công người này vô cùng quái dị, thủ đoạn lại hiểm độc, Phong tiểu hiệp phải hết sức cẩn thận, lỡ gặp gì bất thường thì mau thoát ra ngay. Lão nói cực nhỏ, nhưng rõ ràng lão thể hiện sự quan tâm rất chân thành. Lệnh Hồ Xuân chấn động tinh thần: Tứ trang chủ rất có nghĩa khí với ta, vừa rồi ta châm biếm lão, lão không những không giận mà còn dặn dò ân cần như vậy. Chàng bất giác ngấm ngầm xấu hổ. Lão Nhậm lớn tiếng nói: Vào đây, vào đây, bọn chúng ở bên ngoài còn úp úp mở mở nói cái gì. Tiểu bằng hữu, giang nam tứ xu không phải là người tốt, ngoài việc đưa tiểu bằng hữu vào đây, còn những điều khác quyết không phải là lời hay ho gì, nữa cậu cũng đừng có tin. Lệnh Hồ Xuân rất khó xét đoán, rốt cuộc không biết bên nào là người tốt nên giúp đỡ ai mới phải. Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào ổ khóa cửa sắt quay mấy vòng. Lệnh Hồ Xuân cho rằng sau khi lão mở khóa thì sẽ đẩy cái cửa sắt ra, nào ngờ lão thoái lui đứng sang một bên. Hắc Bạch Tử đi đến trước, lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào một ổ khóa kế bên quay mấy vòng. Sau đó Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh cũng lấy chìa khóa của mình đưa vào ổ xoay. Lệnh Hồ Xuân hiểu ra, thì ra thân phận của vị tiền bối này quan trọng đến như vậy. Bốn vị trang chủ người nào cũng có chìa khóa riêng, phải dùng bốn loại chìa khóa khác nhau này lần lượt đưa vào ổ khóa thì mới có thể mở cửa sắt được. Giang Nam tứ hữu như huynh đệ, bốn người cũng như một, chẳng lẽ không tin tưởng nhau sao? Rồi Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ, vừa rồi vị tiền bối đó nói giang nam tứ hữu chẳng qua chỉ phụng mệnh canh gác, cũng như bốn người cai ngục, không có quyền thả lão. Không chừng bốn người giữ bốn cái chìa khóa là quy định của chủ nhân họ. Nghe tiếng chìa khóa chuyển động rất rích, ổ khóa rõ ràng đã hàn rỉ. Cánh cửa sắt này không biết đã bao nhiêu năm chưa được mở ra. Sau khi Đăng Thanh tiên sinh quay chìa khóa xong, lão nắm cửa sắt lay mấy cái rồi dần lượt đẩy vào trong. Chỉ nghe kèn két mấy tiếng, cửa sắt đẩy vào mấy tấc. Cửa sắt vừa mở ra, Đăng Thanh tiên sinh liền nhảy lùi về phía sau. Bọn Hoàng Trung Công ba người cũng đều nhảy lùi hơn một trượng. Lệnh Hồ Xuân không tự chủ được, cũng thoái lùi vài bước. Lão họ Nhậm cười ha hả nói: Tiểu bằng hữu, bọn chúng sợ ta, còn tiểu bằng hữu tại sao phải sợ? Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, rồi đi đến phía trước, đưa tay đẩy cửa sắt. Chàng cảm thấy then cửa đóng một lớp rỉ sắt rất dày, phải tốn rất nhiều khí lực mới đẩy ra được hai thước. Một luồng hơi thối xông lên mũi. Đăng Thanh tiên sinh đi đến trước, đưa hai thanh kiếm gỗ cho Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân đón lấy cầm trong tay trái. Ngốc Bút Ông nói: Huynh đệ, cầm cái đèn dầu này vào đi. Lão lấy trên vách tường xuống một cái đèn dầu. Lệnh Hồ Xuân đưa tay phải tiếp lấy rồi đi vào bên trong. Ngục thất rộng không quá một trượng vuông, sát tường kê một cái sập. Một người đang ngồi trên sập, râu dài đến tận ngực, tóc xõa đầy mặt nên không thấy rõ khuôn mặt của lão.
Tóc tai, lông mày lão toàn một màu đen, không lẫn một sợi bạc nào. Lệnh Hồ Xuân cúi người nói: "Hôm nay giảng bối may mắn được bái kiến Nhậm lão tiền bối, mong được tiền bối chỉ giáo nhiều." Lão Nhậm cười nói: "Không cần khách sáo, tiểu bằng hữu đến đây làm dời bớt nỗi tịch mịch của ta, đa tạ tiểu bằng hữu." Lệnh Hồ Xuân nói: "Giảng bối không dám, ngọn đèn này giảng bối để trên giường có được không?" Lão Nhậm nói: "Được." Lão không đưa tay nhận lấy. Lệnh Hồ Xuân nghĩ: "Trong ngục chật chội như vậy, làm sao tỉ kiếm được?" Chàng liền đi đến bên sập, đặt ngọn đèn xuống, tiện tay hắn nhét cuộn giấy và vật cứng của Hướng Biến Thiên vào tay của lão. Lão Nhậm hơi sững người, cầm cuộn giấy, rồi lớn tiếng nói: "Nè, bốn cái đồ coi ngục, có vào đây xem đánh nhau hay không?" Hoàng Trung Công nói: "Địa thế chật hẹp, người vào không tiện." Lão Nhậm nói: "Được, tiểu bằng hữu hãy đóng cửa lại." Lệnh Hồ Xuân dạ rồi quay người đóng cửa sắt lại. Lão già đứng dậy, người phát ra những tiếng keng keng. Một sợi dây xích sắt nhỏ chuyển động phát thành tiếng. Lão đưa tay phải nhận thanh kiếm gỗ từ tay Lệnh Hồ Xuân, thở dài nói: "Đã mười mấy năm lão phụ không dùng binh khí, không biết kiếm pháp học được năm xưa còn nhớ hay đã quên rồi." Lệnh Hồ Xuân thấy cổ tay lão bị xích sắt, sợi dây xích lại thông vào bức chết sau lưng lão. Chàng lại thấy một tay và hai chân lão cũng bị khóa dây xích thông vào tường như vậy. Rồi liếc mắt nhìn quanh bốn bức vách màu xanh phát ra ánh sáng lấp lánh. Thì ra bốn bức vách đều được đúc bằng gang thép. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: "Những sợi xích khóa tay chân lão toàn bằng gang thép. Nếu không thì sợi xích nhỏ này khó có thể kiềm tỏa được cao nhân võ học như lão." Lão Nhậm đưa kiếm gỗ chém dưới một cái vào khoảng không. Chiêu thức đi từ trên xuống dưới, đường kiếm chỉ khoảng 2 thước, nhưng trong nhà ngục lại phát ra tiếng gió vù vù. Lệnh Hồ Xuân tán dương: "Lão tiền bối công lực rất thâm hậu." Lão Nhậm quay người đi. Lệnh Hồ Xuân đoán thầm lão đang mở cuộn giấy để nhìn vật cứng bên trong và đọc những dòng chữ viết trong đó. Lệnh Hồ Xuân lùi lại một bước, đưa đầu vào cái lỗ vuông trên song sắt, khiến bốn lão đứng bên ngoài không thấy được quang cảnh bên trong. Lão già cử động làm sợi dây xích sắt phát ra tiếng len keng. Thân lão hơi run, dường như sau khi đọc những chữ viết trên giấy, lão rất xúc động. Trong khoảnh khắc, lão quay người lại, mắt phát ra ánh sáng, nói: "Tiểu bằng hữu, hai tay ta cử động khó khăn, chưa chắc đã thắng được tiểu bằng hữu." Lệnh Hồ Xuân nói: "Giảng bối là kẻ mạt học hậu tiến, không phải là đối thủ của tiền bối được." Lão Nhậm nói: "Tiểu bằng hữu liên tiếp tấn công Hắc Bạch Tử hơn 40 chiều, bức bạch hăng không cách gì phản kích được một chiều, thì bây giờ lão phu cứ thử xem." Lệnh Hồ Xuân đáp: "Giảng bối cứ phóng kiếm bừa bãi mà thôi." Chàng dung kiếm phóng tới Lão Nhậm. Đúng là sử lại chiêu thứ nhất khi tấn công Hắc Bạch Tử lúc trước. Lão Nhậm khen: "Hay lắm." Lão phóng cây kiếm gỗ đâm chên chết vào ngực Lệnh Hồ Xuân. Trong thủ có công, trong công có thủ. Quả là một chiêu vừa tấn công vừa phòng thủ cực kỳ lợi hại. Hắc Bạch Tử nhìn từ lỗ hổng vào, vừa thấy không nhịn được lớn tiếng khen: "Hảo kiếm pháp." Lão Nhậm cười nói: "Hôm nay xem ra bốn cái đồ coi ngục các người gặp may được mở rộng tầm mắt." Giữa lúc này, chiêu kiếm thứ hai của Lệnh Hồ Xuân đã phóng đến. Lão Nhậm dung kiếm gỗ nhắm chỉ vào vai phải của Lệnh Hồ Xuân. Đó là một chiêu tuyệt diệu, vì trong thế thủ có thế công, trong thế công có thế thủ. Lệnh Hồ Xuân sợ hãi, cảm thấy chiêu kiếm của lão đánh ra không có chỗ nào sơ hở, khó mà phóng kiếm vào để kiềm chế những chỗ yếu hại của lão. Chàng đành dung kiếm phong tỏa, mũi kiếm chỉ chên chết như định nhắm vào bụng dưới của lão. Chiêu này trong thế thủ có thế công. Lão Nhậm cười nói: "Chiêu này thật là tuyệt." Lão liền hồi kiếm lướt sang bên. Hai người cứ ăn miếng trả miếng. Trong khoảnh khắc đã chiết hơn 20 chiêu mà hai thanh kiếm gỗ vẫn chưa chạm nhau lần nào. Lệnh Hồ Xuân thấy kiếm pháp của lão biến hóa phức tạp vô cùng,
Còn mình, từ lúc học được Độc Cô Cửu Kiếm đến nay, chưa gặp phải cường địch nào như lão. Kiếm pháp của lão không phải không có chỗ sơ hở, có điều chiêu số của lão biến ảo vô cùng, chàng không cách nào tấn công vào chỗ sơ hở của lão được. Lệnh Hồ Xuân dựa theo yếu chỉ, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ, biến hóa theo ý mình. Phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm tuy chỉ có một chiêu, nhưng bao hàm hết yếu nghĩa mấu chốt của các môn phái trong thiên hạ. Tuy gọi vô chiêu, nhưng thực sự nó lại lấy các chiêu số kiếm pháp khắp thiên hạ làm căn bản. Lão Nhậm thấy chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xuân kỳ ảo khôn lường, mỗi biến hóa của lão đều chưa bao giờ thấy qua. Lão dựa vào kinh nghiệm phong phú, võ công thâm hậu, lần lượt quá giải. Nhưng sau khi chiết được hơn 40 chiêu, đường kiếm của lão đã hơi chậm lại. Lão từ từ dẫn nội lực vào kiếm gỗ, kiếm phát ra tiếng gió rít dèo déo. Nhưng bất luận nội công của địch thủ thâm hậu như thế nào, gặp phải kiếm pháp tinh vi của Độc Cô Cửu Kiếm, tất cả đều vô ích. Có điều nội lực của lão Nhậm quá mạnh, kiếm thuật lại tinh thâm, hai điều này hòa nhập làm một, không thể phân hóa được. Liên tiếp mấy lần, lão Nhậm bức bách Lệnh Hồ Xuân đến đường cùng, tưởng như ngoài việc buông kiếm chịu thua thì không còn cách nào khác. Nhưng Lệnh Hồ Xuân cứ bỗng nhiên sử ra quái chiêu, không những giải thoát được sự khốn đốn rõ ràng không cứu vãn được, mà còn thừa cơ phản kích. Chiêu số kỳ diệu vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão. Bọn Hoàng Trung Công bốn người đều đứng ngoài cửa sắt, nhìn từ lỗ hổng vào bên trong. Cái lỗ vuông này thực quá nhỏ, chỉ đủ hai người cùng xem. Một người chỉ dùng mắt trái, một người dùng mắt phải mới xem được. Hai người xem một lúc thì nhường lại cho hai người khác xem. Lúc đầu, bốn người thấy lão Nhậm và Lệnh Hồ Xuân tương đấu, kiếm pháp tinh kỳ, thì không ngớt khen ngợi. Xem đến lúc sau, thấy kiếm pháp của hai người đi đến chỗ ảo diệu, bọn họ không còn cách nào lĩnh ngộ được. Có lúc Hoàng Trung Công xem được một chiêu, đầm đầm suy nghĩ về chỗ tinh yếu trong chiêu thức này rất lâu mới có thể lĩnh hội được, thì hai người đã chiết thêm mười mấy chiêu khác nữa rồi. Mười mấy chiêu hai người chiết giải thế nào, tuy lão nhìn thấy mà hoàn toàn không nhận ra. Lão quá ngạc nhiên, thầm nghĩ. Thì ra kiếm pháp của Phong huynh đệ tinh thâm đến không ngờ. Vừa rồi, Phong huynh đệ và ta tỉ kiếm, chỉ e hắn sử không quá 3-4 thành công phu. Đừng nói nội lực của Phong huynh đệ bị mất hết, khiến thất quyền vô hình kiếm trên dao cầm của ta không làm gì được. Mà dù nội lực của Phong huynh đệ còn đầy đủ, thì vô hình kiếm này của ta cũng không làm gì được. Chỉ cần Phong huynh đệ xuất 3 chiêu kiếm liên quan, thì ta phải bỏ đạn chịu thua. Nếu Phong huynh đệ muốn tỷ đấu sinh tử, thì ngay chiêu đầu tiên, hắn có thể dùng ngọc tiêu điểm mù hai mắt ta rồi. Hoàng Trung Công không ngờ kiếm pháp của Lệnh Hồ Xuân lại cao siêu đến như vậy. Độc Cô Cửu Kiếm gặp kẻ địch mạnh thì càng mạnh. Nếu võ công địch nhân không cao, thì chỗ tinh yếu của Độc Cô Cửu Kiếm cũng không phát huy được. Bây giờ Lệnh Hồ Xuân gặp phải một nhân vật kinh thiên động địa trong võ lâm đương thời. Võ công cao cường đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hễ lão kích phát thì những chiêu số tinh vi ảo diệu trong Độc Cô Cửu Kiếm mới phát huy được đến chỗ lâm ly tận chí. Nếu Độc Cô Cầu Bại phục sinh, hoặc Phong Thanh Dương tận mắt chứng kiến, gặp được đối thủ như vậy cũng vui mừng khôn xiết. Sử Độc Cô Cửu Kiếm này, trừ việc tinh thục kiếm quyết kiếm thuật ra, còn có một yếu tố rất lớn là sự linh mẫn của người sử kiếm. Người sử kiếm phải đạt đến mức tự nhiên thoải mái, không theo quy tắc nào cả. Trí tuệ càng cao bao nhiêu, thì kiếm pháp càng cao bấy nhiêu. Mỗi lần tỉ kiếm cũng như nguồn cảm hứng đến với đại thi nhân để sáng tác ra một bài thơ tuyệt tác. Hai người chiết hơn 40 chiêu nữa, Lệnh Hồ Xuân càng xuất chiêu càng đắc tâm ứng thủ. Rất nhiều chiêu thức mà Phong Thanh Dương chưa từng chỉ điểm qua. Khi gặp phải kiếm pháp tinh kỳ của đối thủ, Độc Cô Cửu Kiếm lại tự nhiên phát sinh những chiêu số tương ứng để kháng ngự. Lòng Lệnh Hồ Xuân tiêu tan hết những mối lo sợ.
cũng có thể nói chàng toàn tâm toàn ý đặt mình vào trong kiếm pháp, không còn rảnh rỗi để hoảng sợ hay là vui mừng. Lão Nhậm tiếp tục biến đổi 8 môn kiếm pháp thượng thừa, có môn tấn công lợi hại, có môn chiêu số liên miên, có môn tiểu xảo tấn tốc, có môn uy mãnh vững vàng. Nhưng bất luận lão biến chiêu như thế nào, lệnh Hồ Xung đều ứng phó hết các đường kiếm của lão, giống như 8 môn kiếm pháp này của lão chàng đều học qua và chiết giải rất thuần thục. Lão Nhậm dung ngàn kiếm quát lên: "Tiểu bằng hữu, kiếm pháp của tiểu bằng hữu là do ai truyền cho? Tà Loan, Phong Thành Dương cũng không có bản lĩnh như vậy." Lệnh Hồ Xung hơi ngẩn người ra, bèn nói: "Kiếm pháp này nếu không phải do Phong lão tiên sinh truyền thì có vị cao nhân nào có thể truyền được?" Lão Nhậm nói: "Nói như vậy cũng phải, hãy tiếp đường kiếm phải này của ta đi." Lão hú lên một tràng, kiếm gỗ của lão từ dưới đất đánh lên. Lệnh Hồ Xung phóng kiếm trên chết ra, bức lão phải thu kiếm về gạt đỡ. Lão Nhậm liên tục quát tháo giống như cái điên loạn. Lão quát tháo càng nhanh thì kiếm xuất ra càng uy mãnh. Lệnh Hồ Xung cảm thấy đường kiếm pháp này của lão cũng không kỳ lạ gì, nhưng mỗi tiếng quát tháo của lão đều khiến cho hai tay của mình u cá lên. Tâm thần rối loạn, đành phải cố gắng trấn tĩnh lại, chút chiều để chiết giải. Bỗng nhiên, Lão Nhậm gầm lên một tiếng long trời lở đất, tay Lệnh Hồ Xung bị u đặt, đang nghĩ dường như bị chấn động, đầu óc choáng váng, lập tức không biết gì nữa, chàng ngã xuống đất hôn mê. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavonggmail.com nhé. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.